không? Ông lừa đảo không? Tôi giỡn lên công an. Đi lên. Lừa đảo quá trời. Chế đi lại con nhỏ ra. Lớn tuổi không có nạn lừa đảo người ta. Không dễ, giỡn với bà dễ gì. Hình ảnh được trích xuất từ camera nhà người dân ghi lại. Trên đường, cô gái đang đi thì phía sau xuất hiện một người lạ mặt. Hắn ta mặc áo như áo bảo vệ, che kín mặt và dẫn bộ chiếc xe máy như đang có vấn đề gì đó. Một lát sau hắn tiến tới cô gái để bắt chuyện. Con ơi, con cho chú xin ít tiền để chú đi đổ xăng được không? Ủa? Sao chú không có tiền? Tại vì chú làm bảo vệ mà chú sáng chú đi trước á. Dạ. Nên giờ chú phải dậy rồi. Sau khi nhắm trúng con mồi là những cô gái nhẹ dạ cả tin, hắn ta bắt đầu viện lý do bị cướp tiền và hết xăng. Nhà xa và vô vàn diễn biến để cô gái không đề phòng mà lấy đưa cho hắn số tiền lên đến tầm 1-200 nghìn giúp đỡ. Trong lúc đang nói chuyện với cô gái thì từ phía sau có hai bạn trẻ xuất hiện. Dạ, ông xin tiền nghe đúng không? Dạ, tại vì chú nói là chú làm bảo vệ chú bị cướp chú tiền. Là sao đây ông già? Nãy dưới kia ông xin tôi đưa cho ông rồi nha. Không có, không phải tôi. Hồi nãy dưới Nguyễn chở cái sao? Ông xin ông tôi cho ông 100 nghìn đổ xăng vậy ông lên em kiếm hết xong xin tiền đó là sao? Không phải tôi, với cô lộn rồi đó. Lộn như lộn, rõ ràng dưới kia. Rồi khoan nữa, hồi nãy đoạn đường dưới kia tôi thấy ông chạy ông xin nhỏ kia nữa là sao? Cái gì mà xin tiền hai bận vậy ông lừa đảo đúng không? Không có, cậu sao? Không có, là không có là sao? Vừa cho tiền hồi nãy tức tiền 100 ngàn đi đổ xăng, giờ lên đây kêu hết xăng đổ xăng nữa là sao chạy? Không có, cô cậu sai. Ông lừa đảo đúng không? Lừa đảo nha, tôi nghe chú nãy nha. Khúc đường Nguyễn chở sao có cái xăng không đổ đi, xin tiền đúng không? Sao thấy con gái ta đưa lại xin tiền hoài vậy? Bị bắt tại chỗ, tên lạ mặt liên tục chối cãi, khẳng định rằng đó không phải mình và hai bạn trẻ đang nhận sai người. Họ bắt đầu giằng co với kẻ gian, sau khi cảm thấy tình hình tệ hơn, hắn ta bắt đầu leo lên xe tẩu thoát. Ông lừa đảo không? Tôi giỡn lên công an. Lừa đảo đi, lừa đảo quá trời. Dễ đi, đi nhảy ra. Lớn tuổi không có nạn, lừa đảo người ta. Dễ, ăn trộm với bà dễ gì? Tôi có thấy không có cho tiền gì hết trơn. Dạ. Ấy là né liền, không lừa nhiều người lắm rồi đó. Mất trăm ngàn. Hết xăng giữa đường không phải là lần đầu bắt gặp, nhưng hiện nay có rất nhiều kẻ gian cố tình lấy lòng thương hại từ người đi đường bằng cách giả dạng khó khăn mà xin tiền. Hành vi này liên tục diễn ra, dù không làm hại tới ai nhưng nó sẽ làm ảnh hưởng đến lòng tin của xã hội và có thể ẩn chứa đâu đó những mối nguy hiểm không thể lường trước được. Hy vọng rằng qua đoạn clip này, mọi người sẽ cảnh giác hơn, nếu bắt gặp có thể báo với cơ quan chức năng để nhanh chóng giải quyết các trường hợp lừa đảo.